Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Cuộc sống 24 giờ của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Hôm nay thứ ba, ngày mùng 3 tháng 10, tôi là Xuân Tú. Còn tôi là Thùy Dương. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng điểm qua một số những nội dung đáng chú ý. Đánh bom liều chết nhằm vào một đồn cảnh sát ở thủ đô Damas làm ít nhất 5 cảnh sát thiệt mạng. Báo động Việt Nam hiện có khoảng 30% dân số mắc rối loạn tâm thần, trong đó tỷ lệ trầm cảm chiếm 25%. Câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay bàn về việc lựa chọn và xác định các giá trị văn hóa đặc trưng của dân tộc Dao để bảo tồn và phát huy phù hợp với bối cảnh hội nhập. Ứng dụng hẹn hò gây tranh cãi ở Indonesia khi cho phép đàn ông có vợ lén phén ở bên ngoài. Một nhóm nhà khoa học ở Đức đang nghiên cứu và trồng thử nghiệm hơn 90 loài cỏ dại để khai thác kim loại hiếm một cách bền vững. Các phương tiện truyền thông quốc gia Syria ngày 2 tháng 10, theo giờ địa phương đưa tin, đã xảy ra đánh bom liều chết nhằm vào một đồn cảnh sát ở thủ đô Damas làm ít nhất 5 cảnh sát và 10 dân thường thiệt mạng. Tổ chức giám sát nhân quyền Syria cho biết đã có ít nhất 2 vụ nổ xảy ra ở khu phố. Vụ nổ đầu tiên là một vụ đánh bom bằng xe hơi gần một đồn cảnh sát và vụ nổ thứ hai là những kẻ đánh bom liều chết cho nổ thuốc nổ mang trên người. Hãng tin RIA của Nga dẫn nguồn tin an ninh của Syria cho biết cuộc tấn công đã được thực hiện bởi 4 đối tượng. Tính cho tới thời điểm này, có tới 110.000 khách hàng của hãng hàng không Monarch của Anh hiện đang mắc kẹt ở nước ngoài sau khi hãng này ngừng hoạt động vì phá sản. Sự cạnh tranh gay gắt đã gây áp lực cho nhiều hãng hàng không châu Âu khi trong năm nay phải nộp đơn xin phá sản. Cụ thể, Monarch đã hủy bỏ khoảng 300.000 lượt đặt chỗ và gửi lời xin lỗi tới khách hàng và nhân viên khi trở thành hãng hàng không lớn nhất nước Anh được chính quyền tiếp quản. Theo đó, thì chính phủ Anh cho biết đang xúc tiến nỗ lực lớn nhất trong thời bình nhằm sớm đưa hành khách bị ảnh hưởng về nước. Cụ thể là chính phủ Anh đã yêu cầu cơ quan hàng không dân dụng thuê hơn 30 chiếc máy bay để đưa về Anh khoảng rất nhiều những hành khách đã đặt chỗ trước. Tiếp theo là thông tin cập nhật về vụ xả súng xảy ra ở Las Vegas. Số người thiệt mạng trong vụ xả súng đẫm máu tại sòng bài ở Las Vegas thuộc bang Nevada của Mỹ đã tăng lên ít nhất 58 người và khoảng 515 người bị thương. Trong một diễn biến mới nhất liên quan tới vụ xả súng nói trên, Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI cũng đã bác bỏ mối liên hệ giữa vụ tấn công với khủng bố. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng nhận là chủ mưu đứng đằng sau vụ xả súng đẫm máu này. Tuy nhiên không đưa ra được bằng chứng nào. Cùng lúc, FBI cũng lên tiếng bác bỏ mối liên hệ này. Theo truyền thông Mỹ, nghi phạm từng là một nhân viên kế toán và một phi công có giấy phép và chưa từng có tiền án tiền sự. Tuy nhiên thì cha ruột của đối tượng này là một kẻ cướp ngân hàng từng nằm trong danh sách truy nã của Cục Điều tra Liên bang FBI, có dấu hiệu tâm thần và khuynh hướng tự sát. Hiện cảnh sát cũng đang loại trừ sự liên quan của người phụ nữ đi cùng Paddock vào khách sạn này. Những bệnh nhi vốn thiệt thòi hơn những đứa trẻ bình thường. Đến dịp Trung thu này, các em còn thiệt thòi hơn nữa khi không được đón Trung thu, phá cỗ cùng gia đình bạn bè. Để sẻ chia với những thiệt thòi đó của các em thì đêm qua, Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn Hà Nội đã phối hợp cùng Trung tâm Tình nguyện Quốc gia tổ chức chương trình Tết Trung Thu, Tết của Sẻ Chia với một không khí đầm ấm, yêu thương dành tặng các bệnh nhi. Chương trình đã thu hút được đông đảo các em nhỏ đang nằm điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn. Trong số đó, có em nhỏ bị bỏng nặng, băng bó khắp người cũng háo hức tham gia. Có những em nhỏ đang chuyển nước cũng không muốn bỏ lỡ đêm hội trăng rằm. Và có lẽ
đã lâu lắm rồi, sự vui tươi, háo hức mới hiện rõ trên những gương mặt này. Con ở nông thôn, con không ở thành phố, không nên trung thu ở nông thôn nó không vui bằng này ạ. Mọi năm thì mình đón trung thu ở nhà, năm nay thì đón trung thu ở bệnh viện. Để cho cháu đón bệnh viện, cảm giác rất là mới, rất là khác. Cháu bị mổ viêm ruột thừa. Giữa cái đêm văn nghệ này còn được ở nhà thì chỉ có rước đèn thôi, cho các cháu rước đèn quanh làng. Chương trình ngoài tiết mục phá cỗ, trao quà còn có phần trình diễn sôi động, đầy màu sắc của các diễn viên, nghệ sĩ, cả nghiệp dư lẫn chuyên nghiệp. Những âm thanh vui tươi, sôi động đã phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, buồn tẻ trong buổi tối ở bệnh viện. Bệnh viện Bôn thường xuyên tổ chức những cái lễ hội trăng rằm nhân dịp trung thu để sao giảm bớt cái nỗi buồn của các cháu và cũng như là tăng thêm cái nghị lực các cháu để chống lại bệnh tật. Trong cái không khí rất là vui vẻ, đầm ấm, đón trăng và phá cỗ, thì trong khi đó thì rất là nhiều các trẻ em khác thì không may bị những bệnh hiểm nghèo, không thể đón trung thu tại gia đình, tại làng xóm mình được. Các bạn phải nằm điều trị tại các bệnh viện như bệnh viện Sanh Pôn đây. Thì chúng tôi với cái mong muốn là bù đắp cho em những cái phần quà để mà các em có thể đón được trung thu như các bạn cùng trang lứa mình. Thì những cái hoạt động mang tính văn nghệ, giải trí và nâng cao đời sống tinh thần để giúp các em điều trị cái bệnh mình mau khỏi hơn, để mạnh khỏe hơn, sớm trở về với bạn bè và gia đình. Để có được đêm trung thu đầy yêu thương, không thể không kể đến sự góp sức của nhóm học sinh tình nguyện của trường Trung học Phổ thông Việt Đức. Có một câu lạc bộ văn nghệ của trường em đã đóng góp được những tiết mục múa và những tiết mục văn nghệ rất là đặc sắc dành tặng cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Mong muốn cho các em mặc dù đối mặt với bệnh tật nhưng mà luôn luôn muốn các em có một cái trung thu mà trọn vẹn nhất có thể. Đây là năm đầu tiên em tham gia cái chương trình tình nguyện trung thu này và em cảm thấy đây là một chương trình vô cùng ý nghĩa, mang đến rất nhiều niềm vui cho các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn và đang chữa trị tại bệnh viện. Qua đêm nay, kèm nhỏ lại trở về buồng bệnh với những mũi tiêm, những chai nước truyền, với phòng bệnh. Khuôn viên bệnh viện sẽ trở về vẻ điều hưu vốn có. Nhưng kỷ niệm đêm phá cỗ trung thu cho bệnh viện sẽ lung linh mãi trong ký ức của các em. Sáng nay, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định tiêu hủy 3.740 con heo bị tiêm thuốc an thần tại cơ sở giết mổ Xuyên Á Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. Sự quyết liệt với những hành vi vi phạm liên quan đến sức khỏe đã được người dân đồng thuận. Chi cục thú y Thành phố Hồ Chí Minh là nơi chịu trách nhiệm thi hành. Tuy nhiên, trên thực tế vào chiều ngày hôm qua thì hàng chục thương lái đã kéo đến cơ sở giết mổ này bởi vì họ nghi ngờ và cho rằng chi cục đã tiêu hủy sai quy trình, thậm chí là tiêu hủy trước cả khi có quyết định của Ủy ban thành phố. Đây là văn bản mà Ủy ban thành phố vừa ban hành vào sáng nay, chỉ đạo xử lý về việc 3.740 con heo bị tiêm thuốc an thần. Theo kế hoạch của chi cục thú y, việc tiêu hủy heo diễn ra trong ngày hôm nay. Còn thực tế, đây là lò mổ Xuyên Á, cung ứng 50% lượng thịt heo cho Thành phố Hồ Chí Minh. Hoàn toàn ngưng hoạt động, nhưng huyền náo khi hàng chục thương lái lại kéo đến vì bức xúc. Chị Vân, một thương lái đến từ Đồng Nai khẳng định, 1.500 con heo tại đây đã bị tiêu hủy từ hôm qua chỉ bằng thông báo miệng, tức là trước khi có quyết định của Ủy ban thành phố. Hơn thế, lý do được chi cục thú y đưa ra không phải vì chuyện tiêm thuốc an thần mà vì cho rằng heo đã bị bệnh. Là vào rạng sáng ngày hôm sau, còn chiếc heo của chị là về là vẫn khỏe mạnh, về nhốt 3 ngày, 4 ngày, bây giờ sút máu là tiêu hủy sáng ngày hôm qua. Chứ có họ giải thích là heo của chị về tiêu hủy vì thuốc an thần không ạ? Không, không. Heo của chị là người ta nói là long máu người ta hủy. Theo những người ở đây, số heo bị tiêu hủy là cả gia tài của họ, hàng tỷ đồng, nên việc xử trí phải minh bạch và hợp tình hợp lý. Trong đó, có những con heo âm tính với thuốc an thần. Đáng chú ý, người dân cho biết tuần trước đã có 76 con heo ở đây bị lở mồm long móng nhưng không được cách ly. Họ cho rằng đó mới là nguồn lây bệnh. Các anh thú y, các anh là người biết rõ nhất. Các anh biết quá trình là phải nhốt heo ở đây 2 ngày, móng sẽ sút. Không biết rõ rằng heo mà nhốt cho dù heo khỏe cỡ mấy, 2 ngày buộc phải sút móng. Mà các anh cố tình kéo dài thời gian ra. Mà trong đấy tiền không phải là vài trăm triệu hoặc là mấy chục tỷ ở chỗ này. Hỏi là người dân tụi tôi sao không bức xúc, cực khổ. Bây giờ thậm chí không có tiền để trả tiền cháy heo này.
Họ khẳng định, đại diện chi cục thú y thành phố Hồ Chí Minh khuyên mình cứ chờ đợi heo thải thuốc an thần xong thì có thể mổ heo bán. Nhưng ngay sau đó lại cho tiêu hủy heo vì dịch bệnh lở mồm long móng là không thỏa đáng. Tuy nhiên, đại diện chi cục thú y thành phố Hồ Chí Minh từ chối giải thích với người dân và phóng viên. Câu hỏi về trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong vụ hàng ngàn con heo bị tiêm thuốc an thần chưa được làm rõ, thì sự mất lòng tin vào chuyện thực thi lại xuất hiện. Tôi thực sự sốc. Và đây là lúc chúng ta thực sự phải xem lại về toàn bộ cái quy trình nó hỏng chỗ nào đó, để mà khắc phục. Chứ còn tôi không tin là một cái lò mổ dù có rộng đến bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng mà nếu như ở đây thì những người thuộc cơ quan chức năng, thuộc chi cục thú y thì rõ ràng là cũng có cái tay nghề và cũng đã có những cái kinh nghiệm, cho nên không dễ để qua mặt. Được biết, hàng chục phóng viên tại thành phố Hồ Chí Minh được mời đến họp báo tại chi cục thú y vùng 6 vào chiều nay về vụ 4.000 con heo bị tiêm thuốc. Nhưng sau vài tiếng đồng hồ, họp báo bị hủy không có lý do. Số người bị mắc chứng rối loạn loạn thần ở nước ta đang tăng mạnh. Đây là nhận định của các chuyên gia tâm thần học khi nói về tỷ lệ người mắc tâm thần ở Việt Nam hiện nay. Các chuyên gia cũng cho rằng xã hội càng phát triển thì số người mắc các chứng bệnh liên quan đến tâm thần càng có dấu hiệu gia tăng. Đây là điều hết sức lo ngại. Theo Viện Sức khỏe Tâm thần cho biết, số người bị mắc hội chứng rối loạn loạn thần ở nước ta đang tăng mạnh, hiện đang chiếm từ 2 đến 8% tổng số bệnh nhân trong các bệnh viện chuyên khoa tâm thần và 10,5% ở Viện Sức khỏe Tâm thần. Tại Việt Nam hiện có khoảng 30% dân số có rối loạn tâm thần, trong đó tỷ lệ trầm cảm chiếm 25%. Năm ngoái, Viện Sức khỏe Tâm thần khám và điều trị ngoại trú hơn 18.000 lượt bệnh nhân trầm cảm. Trung bình mỗi ngày có 50 bệnh nhân đến khám và điều trị về trầm cảm. Và đáng chú ý, mỗi năm số người tự sát do trầm cảm ở nước ta từ 36.000 đến 40.000 người. Đa số tự sát do bệnh nhân cảm thấy mình vô dụng, tội lỗi, không xứng đáng sống. Phần lớn các trường hợp trầm cảm có khuynh hướng trở thành mạn tính và tái diễn cũng như phục hồi không hoàn toàn giữa các giai đoạn. Một thông tin vui đối với các bệnh nhân mắc ung thư phổi tại thành phố Hồ Chí Minh. Khoa ung bướu bệnh viện quận Thủ Đức sẽ tiến hành nghiên cứu thuốc miễn dịch mới cho các bệnh nhân ung thư phổi. Theo đó, bệnh nhân sẽ có cơ hội được điều trị những loại thuốc mới nhất và hoàn toàn miễn phí. Theo đó, người dân có thể gọi điện đến khoa ung bướu bệnh viện quận Thủ Đức theo số điện thoại 0908 341 906 hoặc 0901 699 193 để được tư vấn và sử dụng thuốc mới miễn phí. Để hỗ trợ những bệnh nhân nghèo, không có bảo hiểm y tế, đang mắc bệnh ung thư phổi, bệnh viện sẽ tiếp tục tiếp nhận những bệnh nhân có nhu cầu sử dụng thuốc mới và miễn phí trong 2 tháng tới. Ung thư phổi là một trong những loại ung thư phổ biến nhất. Tuy nhiên, phần lớn bệnh nhân đều phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn, nên việc điều trị thường kéo dài và rất tốn kém. Sau đợt kiểm tra an toàn thực phẩm tại các căng tin trường học và phát hiện một số căng tin ở các vùng ven không được phép chế biến thức ăn tươi sống nhưng vẫn chế biến và bán cho học sinh. Điều đáng lưu ý là việc chế biến thức ăn trong điều kiện môi trường rất bất vệ sinh, dễ gây ngộ độc thực phẩm cho trẻ. Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ xử lý nghiêm hiệu trưởng nếu để xảy ra ngộ độc thực phẩm. Cụ thể, theo Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian tới sẽ phối hợp với Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố tăng cường thanh kiểm tra hoạt động của căng tin trong trường học nhằm chấn chỉnh tình trạng trên. Trong đó, thủ trưởng các đơn vị phải là người chịu trách nhiệm về hoạt động của căng tin trong nhà trường. Nếu đơn vị nào có căng tin trường học vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm để xảy ra tình trạng ngộ độc thì thủ trưởng đơn vị sẽ bị phê bình hoặc kỷ luật tùy theo mức độ sai phạm. Trước đó, Sở Giáo dục Đào tạo thành phố đã ra quy định về việc đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở trường học trên địa bàn thành phố. Theo đó, 100% người quản lý, nhân viên trực tiếp tiếp xúc với thực phẩm trong các căng tin trường học sẽ được khám sức khỏe và có giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo quy định. Đây là nghề truyền thống có thể tồn tại và phát triển bền vững trong bối cảnh hiện nay. Đổi mới phương thức sản xuất là yêu cầu bắt buộc. Trong đó, đổi mới công nghệ sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật sẽ góp phần nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, tăng năng suất và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Làng gốm Kim Lan tại Gia Lâm, Hà Nội là một trong những làng nghề chuyển đổi công nghệ mới thành công như thế. Xưởng gốm rộng hơn 2.000m2 tại Kim Lan, Gia Lâm, Hà Nội. Công nhân ở đây miệt mài làm việc ngay cạnh lò nung nhưng không hề có khói bụi than. Môi trường làng nghề trong lành hơn,
không còn nồng nặc mùi than do các gia đình đốt lò để nung gốm. Lượng xỉ than thải ra từ những lò nung cũng giảm hẳn. Từ khi thay thế bằng lò ga, số lần đốt lò của các hộ tăng lên gấp đôi so với lò hộp trước kia. Chất lượng sản phẩm đầu ra cũng ổn định hơn với tỷ lệ 95-97% sản phẩm đạt loại 1. Vì vậy, những xưởng gốm ở Kim Lan có thể đáp ứng những đơn hàng lớn hơn với yêu cầu chất lượng khắt khe hơn. Ngày trước ấy thì là làm lò hộp, thì là than là làm về than nhiều nên nó khói bụi rồi là gây ô nhiễm môi trường. Nhưng mà bây giờ chuyển sang cái lò ga này mới này này, thì công nghệ nó mới làm vừa sản xuất có hiệu quả và nó nhanh hơn, không cũng gây nhiễm ô nhiễm môi trường nhưng nó hạn chế hơn so với cái lò hộp như ngày trước. Tuy nhiên, việc chuyển đổi từ công nghệ cũ sang công nghệ mới cũng là bài toán khó khăn cho những hộ làm nghề ở đây. Hiệu quả của việc đổi mới công nghệ trong sản xuất tại các làng nghề khá rõ, nhưng không phải dễ thực hiện bởi đòi hỏi vốn đầu tư khá lớn. Ví dụ, để chuyển từ lò nung truyền thống sang lò ga, các hộ sản xuất gốm ở Kim Lan cần đầu tư từ 700 triệu đến hơn 1 tỷ đồng một lò. Đây là chi phí mà không phải hộ sản xuất nào cũng đáp ứng được, nhất là các cơ sở nhỏ lẻ. Từ cái vốn khó khăn thì dẫn đến là không có tiền để mua những thiết bị mới, chưa? Mặc dù là phổ biến nhưng mà phải có tiền thì mới mua được. Đấy, thì cũng là một cái khó khăn cho các hộ sản xuất mới. Thứ hai nữa là cái kinh nghiệm trong đó có cái kinh nghiệm bán hàng, marketing rồi là để tiếp cận khách hàng nó cũng là cái khó. Theo số liệu của Sở Công Thương Hà Nội, trên địa bàn Hà Nội hiện có 1.350 làng nghề và làng có nghề, trong đó 70% làng nghề vẫn sử dụng công nghệ thiết bị thủ công truyền thống hoặc mới cải tiến một phần, công nghệ còn lạc hậu, trình độ cơ khí hóa thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. Vì thế, việc chuyển đổi công nghệ sản xuất ở các làng nghề truyền thống như Kim Lan cần có nhiều chính sách quan tâm để giải quyết bài toán nhức nhối giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Cơ sở chật hẹp, phòng khám cũ kỹ đang là tình trạng của nhiều phòng khám đa khoa tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Với 5 phòng khám thì công tác khám chữa bệnh cho người dân tại đây đang gặp nhiều khó khăn, nhất là với các loại bệnh khó điều trị. Ghi nhận sau đây của nhóm phóng viên chương trình. Phòng xét nghiệm lao của phòng khám đa khoa khu vực số 3 trên địa bàn thành phố Nha Trang. Tường ẩm mốc, vôi vữa bong chóc, nham nhở. Với điều kiện cơ sở vật chất như thế này, phòng khám khó đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Cơ sở vật chất hơi nóng này, chặt trôi nóng này, lợn tôi đó mình chờ đợi thế nóng mệt chết. Không chỉ xuống cấp về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, dụng cụ khám chữa bệnh ở các phòng khám đa khoa cũng đã lạc hậu. Hiện các phòng khám mới chỉ được trang bị máy điện tim, máy siêu âm trắng đen, máy quang cơ học đã cũ. Cũng linh động đi mượn thêm máy mới về để phục vụ bệnh nhân, nhưng mà cũng tình trạng là lâu nay nó không có được đầu tư nên nhiều cái máy nó xuống cấp. Việc xây dựng bệnh viện Nha Trang đã được phê duyệt từ năm 2016. Nhằm tập hợp các phòng khám đa khoa khu vực lại thành một điểm, đến nay vẫn chưa được thực hiện. Đây cũng là một trong những khó khăn cho các phòng khám đa khoa khu vực trên địa bàn. Để xây bệnh viện thì làm thế nào trong thời gian này, phải như nào thì chúng tôi có một kiến nghị là đề nghị là Sở Y tế là nên chăng là dùng cái nguồn kinh phí để trang thiết bị cho bệnh viện mới trong tương lai để mua trước, sử dụng trước một số trang thiết bị phục vụ cho công tác khám chữa bệnh. Trung bình mỗi ngày, 5 phòng khám đa khoa trên khu vực địa bàn thành phố Nha Trang thực hiện khám chữa bệnh cho 1.500 lượt bệnh nhân. Việc đầu tư trang thiết bị, máy móc, cơ sở nhân lực để phục vụ người dân là điều hết sức quan trọng, vì đây là tuyến gần dân nhất, giúp giảm tải cho các tuyến bệnh viện trên. Một triển lãm với hình ảnh cận cảnh của những người lính trong biển lửa hay là người dân ở các thôn xóm cùng tham gia công tác phòng cháy giữ cho xóm làng bình yên vừa được khai mạc tại Hà Nội vào sáng ngày hôm qua mùng 2 tháng 10. Chương trình diễn ra đến ngày mùng 4 tháng 10 do Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ tổ chức nhân kỷ niệm 56 năm ngày truyền thống lực lượng này. Mỗi bức ảnh là một câu chuyện về người lính chữa cháy, có thể là khoảnh khắc sinh tử trong biển lửa, cũng có thể là khoảnh khắc đời thường giữa các đồng đội. Ngoài nhiệm vụ chữa cháy, lực lượng còn có mặt ở các cơ quan, doanh nghiệp, trường học hay thôn xóm để hướng dẫn người dân công tác phòng ngừa hỏa hoạn. Ngoài ra, ngày hôm nay, hội thi phòng chống cháy nổ sẽ được tổ chức với hai nội dung: thi lý thuyết tìm hiểu về công tác phòng cháy chữa cháy
và thi thể thao chữa cháy kết hợp cứu người, cứu tài sản. Đây là hai sự kiện chính diễn ra trong tuần lễ phòng chống cháy nổ từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10 năm 2017. Với mong muốn đem đến cho mẹ và bé và cả gia đình một ngày hội vui chơi sôi động kỳ thú, Ngày hội Trẻ thơ 2017 với chủ đề Đảo Kho Báu vừa diễn ra tại Công viên Hồ Tây Hà Nội đã mang đến trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ, đặc biệt là với những em nhỏ mê khám phá, thích vui chơi, yêu tìm tòi và học hỏi. Không gian được trang trí độc đáo với điểm nhấn là mô hình rồng lửa, đặc biệt là thử thách chính, thợ săn kho báu, hấp dẫn với 5 trò chơi được xây dựng công phu và an toàn. Thử thách trí thông minh, sự khéo léo, sức mạnh cũng như sự nhanh nhẹn của các bé để chinh phục được kho báu quý giá. Đại tiệc kem lạnh mừng sinh nhật dành riêng cho các bé có ngày sinh trong tháng 9 và tháng 10 cũng đã mang đến nhiều niềm vui bất ngờ. Hôm nay con cảm thấy rất là vui vì được mẹ đưa đến ăn Trung Thu, nó còn được lên sân khấu để nhận quà sinh nhật ạ. Con rất muốn mẹ đưa đi chương trình này thường xuyên ạ. Cũng là nhân dịp Trung Thu thì chúng tôi được đưa con đến đây thì chúng tôi rất vui vì có các cháu có cái sân chơi rất là bổ ích, gặp gỡ rất nhiều bạn, có nhiều trò chơi dân gian, cho cháu sẽ hiểu biết thêm về cái nhiều trò chơi truyền thống. Bên cạnh đó, còn có khu sân chơi vẽ tranh, tô màu, nặn sáp miễn phí, khu trăng rằm tuổi thơ với các trò chơi dân gian như bịt mắt đánh trống, đi cà kheo, nhảy bao bố, gánh lúa qua cầu, ô ăn quan, ném chuyền, hướng dẫn làm đèn lồng, nặn tàu he. Cái ý nghĩa của cái đảo kho báu này là mong muốn gia đình cùng nhau tìm ra một cái kho báu đích thực, chính là sự gắn bó bên nhau, sự giúp đỡ của bố mẹ giúp các bé vượt qua và những cái thử thách rất là khó khăn về thể chất, những cái sự chinh phục, những cái sự khích lệ của bố mẹ, thì cái kho báu lớn nhất đó chính là niềm vui và niềm hạnh phúc của cả gia đình mình. Ngày hội Trẻ thơ 2017 là sự kiện thường niên dành cho gia đình lớn nhất trong năm. Trước đó, trong lần đầu tiên được tổ chức, sự kiện đã mang đến hai ngày hội khám phá đầy sôi động và ấn tượng cho gần 10.000 gia đình tại thành phố Hồ Chí Minh. Câu lạc bộ Từ Thiện Thật vừa thực hiện chương trình đưa Trung Thu đến với các em nhỏ Hòa Bình. Các thành viên cùng chung tay thực hiện một đêm Trung Thu đúng nghĩa Tết Thiếu Nhi để dành tặng cho các em nhỏ tại đây. Đi kèm với đó là 300 phần quà được trao tặng. Xóm Suối Đúc, xã Đú Sáng, Hòa Bình có 35 hộ dân rất nghèo. Nên những thùng mì tôm, chăn bông hay các vật dụng gia đình là rất đáng quý. Đặc biệt, điểm chính của chương trình từ thiện lần này là đêm hội Trung Thu, nên 60 chiếc đèn ông sao, 20 chiếc đèn lồng cũng được chuẩn bị để dành tặng cho các em nhỏ nơi đây. Đây là lần đầu tiên các em được rước đèn và phá cỗ, nên ai cũng thích thú và háo hức. Tôi thật sự muốn quyết tâm để mang những cái niềm vui, niềm hạnh phúc nhân dịp Trung Thu đến cho các em, nào là bánh Trung Thu, nào là mặt nạ, là đèn lồng, đèn ông sao, và hy vọng rằng chúng tôi đã tạo nên một cái Trung Thu ý nghĩa dành cho các em nhỏ trên vùng cao, và hy vọng chương trình này sẽ được nhân rộng hơn nữa. Từ Thiện Thật được thành lập 5 năm, có chi nhánh ở hầu hết các thành phố lớn. Tiêu chí của câu lạc bộ là chỉ nhận hiện vật gồm gạo, sách vở, quần áo, đồ chơi cho trẻ con. Mời quý vị và các bạn cùng đến với phần điểm báo sáng nay của chúng tôi. Và những bài viết chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn là những bài viết đáng chú ý trên các trang báo. Đầu tiên là trang 6 báo Thanh Niên có bài gom rác làm cải bắp thảo. Lá bắp cải dập nát hư hỏng thải bỏ ở chợ đầu mối Bình Điền thành phố Hồ Chí Minh được một nhóm người thu gom đem đi chế biến thành cải bắp thảo bán cho các quán ăn. Tại hiện trường, công nhân của cơ sở đang xay lá bắp cải hư hỏng thải đi cho xuống bể ngâm. Nơi làm việc là một lán dựng tạm, lá bắp cải đổ trên nền bê tông dơ bẩn. Gần đó một bể ngâm dài khoảng 6 mét được ngăn thành nhiều ô chứa đầy nước đục ngầu. Cơ sở sản xuất hôi nồng mùi chua. Tại nơi đóng gói, lực lượng chức năng phát hiện hơn 1 tấn lá bắp cải đã chế biến. Một số sản phẩm đã được đóng gói hoặc ủ trong thùng nhựa lớn để trên nền nhà. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện 3 bịch bột màu trắng, vàng và đỏ sẫm. Chủ cơ sở cho biết số bột này mua ở chợ Kim Biên dùng để chế biến bắp cải. Thành phẩm được bán cho các chợ đầu mối ở Bình Tây, từ đó phân phối đi các địa phương khác, bán cho một số quán ăn ở khu vực lân cận. Tại các sạp bán bắp cải thì bao tải lớn bắp cải được thương lái đổ ra rồi dùng dao gọt bỏ phần lá dập nát thối rữa bên ngoài. Phần lá bắp cải hư này vứt ngay dưới nền nhà,
hòa lẫn với rác bao bì và giấy báo và thường xuyên bị người làm ở các sạp dẫm đạp lên. Thông thường thì số rau thải này sẽ được công nhân vệ sinh của chợ thu gom về bãi tập kết rác, nhưng thực tế thì luôn có người đến thu gom đem đi chế biến thành cải bắc thảo. Thưa quý vị, cho tới nay thì vẫn chưa rõ khi nào thì SIM 11 số sẽ được đổi về 10 số và khiến cho nhiều đại lý đầu tư lướt sóng như ngồi trên lửa. Trên trang 7, báo Giao thông có bài viết SIM 11 số đội giá tiền tỷ chờ ngày về 10 số. Theo tìm hiểu thì nhiều SIM 11 số có mức giá tăng cao so với cách đây vài tháng. Hiện giá SIM bình dân đều có giá từ 100.000 đồng tới 1 triệu đồng. Không giống như điện thoại, giá SIM chả có cơ sở nào để đánh giá, tùy thuộc vào sở thích của mỗi người. Đặc biệt từ ngày rộ lên thông tin SIM 11 số rút ngắn xuống còn 10 số, giá cũng khác. Cũng theo giới buôn SIM, trào lưu gom SIM 11 số trở về 10 số để bán kiếm lời rộ lên từ tháng 2 năm 2017, khi mà Bộ Thông tin Truyền thông ban hành lộ trình đổi đầu số di động và cố định, trong đó có thông tin thuê bao di động 11 số sẽ được chuyển về dạng 10 số. Tuy nhiên, thời gian vừa qua, dân mua bán SIM lại lao đao trước quyết định của Bộ Thông tin và Truyền thông lùi thời điểm thực hiện chủ trương rút gọn số thuê bao 11 số sang quý 2 năm 2018, thay vì tháng 9 năm 2017 như dự kiến. Thậm chí có thông tin đồn thổi còn khẳng định SIM 11 số sẽ không về 10 số nữa, càng khiến cho những đại lý nhỏ ôm SIM lướt sóng và nhanh chóng bán cắt lỗ. Trao đổi với phóng viên báo Giao thông, đại diện các nhà mạng như là Vinaphone, Viettel, Mobifone đều khẳng định chưa có bất kỳ thông báo, hướng dẫn nào từ Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sắp đổi số điện thoại. Việc đổi thuê bao 11 số sang đầu 10 số hiện mới đang dừng ở chủ trương. Và Bộ Thông tin và Truyền thông cũng chưa chốt phương án cụ thể. Xin được chuyển sang những bài viết đăng tải trên báo Tuổi Trẻ. Và đầu tiên là bài viết trên trang 2, trang 3 với nhan đề cắt giảm bộ máy cần cuộc cách mạng. Là một trong những bộ ngành đầu tiên triển khai thực hiện việc tái cơ cấu, sắp xếp lại bộ máy lãnh đạo theo chỉ đạo của Chính phủ. Đến thời điểm này, cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương đã dần được hoàn thiện. Vốn được xem là một cơ quan siêu bộ khá cồng kềnh về cơ cấu tổ chức khi có tới 35 đơn vị đầu mối. Ngay sau khi kiện toàn tổ chức thì tháng 11 năm ngoái, một trong những nội dung lớn được Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương đưa ra họp bàn để thông qua phương án kiện toàn và tái cấu trúc nhân sự. Dự thảo đề án ngay sau đó đã được công khai lấy ý kiến rộng rãi, trong khi phương án chỉ còn 28 đơn vị thay vì 35 đơn vị như hiện nay. Trao đổi với phóng viên, tiến sĩ Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, vấn đề cơ cấu lại bộ máy, tinh giản biên chế đang là một bài toán khó. Khi biên chế thì vẫn ngày càng phình ra thì việc Bộ Công Thương giảm đầu mối là một nỗ lực. Tuy nhiên, ông Thiên cho rằng vấn đề tiếp theo là cần phải làm thực chất hiệu quả, bởi nếu không thì sẽ không tránh khỏi những nghi ngờ liệu cải cách có thực chất hay không. Nhìn nhận từ câu chuyện mới đây, Bộ Công Thương tuyên bố cắt giảm 675 điều kiện kinh doanh gắn với việc tái cơ cấu bộ máy thì ông Thiên đặt câu hỏi là khi cơ cấu lại bộ máy, giảm con người thì có giúp doanh nghiệp cắt giảm được thời gian và chi phí hay không? Do vậy, không chỉ là nỗ lực của riêng Bộ Công Thương mà còn nhiều việc cần phải làm. Quy trình nào ngăn kẻ tham nhũng tẩu tán tài sản? Nhan đề của bài đăng trên trang 3 báo Thanh Niên. Thanh Niên trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Độ, nguyên Phó Chánh án Tòa Nhân dân tối cao về kết quả thu hồi tài sản tham nhũng từ các vụ đại án đạt kết quả thấp. Nhìn lại hàng loạt đại án tham nhũng vừa qua như là Dương Chí Dũng, Huỳnh Thị Huyền Như, cho thấy tòa án tuyên thu hồi hàng ngàn tỷ đồng, nhưng tài sản kế biên chỉ vài chục tỷ đồng, thực tế là thu hồi cũng không được bao nhiêu. Theo ông thì có rất nhiều nguyên nhân, nhưng mà tự chung vẫn là do cơ chế, chính sách pháp luật của chúng ta bất cập, tập trung vào mấy điểm lớn. Đó là chế độ quản lý không kiểm soát được đường đi của dòng tiền và việc kê khai tài sản của cán bộ không đi vào thực chất. Các tài sản tham nhũng hiện nay nằm đầu tiên là trong khối tài sản của người tham nhũng. Thứ hai, những tài sản được tặng cho biếu xén mà thường gọi là tẩu tán. Thứ ba, tài sản đã bị rửa tiền như là mua cổ phần, cổ phiếu, đầu tư vào chỗ này, chỗ kia và thậm chí là gửi ra nước ngoài. Nếu mà chúng ta không có biện pháp quản lý đồng tiền thì không thể kiểm soát được tham nhũng. Về quy trình, theo ông thì ở nước ngoài, quy trình xử lý tiến hành như là họ đang làm theo quy trình xuôi. Các cơ quan phòng chống tham nhũng của họ có nhiều quyền lực, còn chúng ta thì lại đang làm ngược lại, kể cả là ngược lại so với trước đây. Ngày xưa thì chúng tôi làm, nếu là đảng viên có dấu hiệu phạm tội thì tạm đình chỉ sinh hoạt đảng và tạm đình chỉ chức vụ quản lý rồi giao cho cơ quan tiến hành tố tụng. Và sau đó thì cơ quan cũng sẽ kiểm tra đảng, cơ quan quản lý mới căn cứ và phán quyết của tòa án để xử lý kỷ luật đảng và xử lý chức vụ. Đăng tải trên trang 10, trang 11 báo Nông thôn ngày nay là bài viết xâm nhập mặn đe dọa con tôm ôm gốc lúa.
Theo ngành nông nghiệp tỉnh Cà Mau, thời gian trước ở những vùng này sản xuất lúa vô cùng khó khăn do bị nhiễm mặn, lúa mùa và lúa hai vụ không hiệu quả, năng suất thấp nên thu nhập của người dân rất hạn chế. Khi chuyển sang làm tôm lúa, thu nhập của người dân được nâng lên đáng kể, cao hơn gấp đôi so với trước đây, trung bình khoảng 60 đến 70 triệu đồng một hecta. Với tính ưu việt của mô hình thì đây là hướng phát triển bền vững cho nhiều nông dân tại Cà Mau. Tuy nhiên, thách thức đặt ra là biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn đang đe dọa sản xuất của người nông dân. Trao đổi với phóng viên, ông Châu Công Bằng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Cà Mau thông tin, vùng Nam Cà Mau cách đây khoảng 10 năm có diện tích tôm lúa rất cao, nhưng sau này do xâm nhập mặn ngày càng sâu, không phù hợp cho sản xuất vụ lúa, nên diện tích chuyển sang sản xuất tôm. Cũng theo ông Bằng thì độ mặn ngày càng tăng cao và nhiễm sâu vào đất. Nếu xử lý không khéo thì sản xuất vụ lúa trong mô hình tôm lúa sẽ không hiệu quả và sẽ phải chuyển hẳn sang mô hình nuôi tôm. Vì vậy, tỉnh đang rà soát lại các vùng sản xuất tôm lúa, kể cả vùng sản xuất lúa kém hiệu quả chưa chuyển đổi để có quy hoạch cho phù hợp. Khép lại chương trình điểm báo ngày hôm nay là bài viết được đăng tải trên trang 9 báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh với nhan đề Bộ Giao thông Vận tải cho rằng Uber Grab được người dân đón nhận tích cực. Trước ý kiến cho rằng Uber Grab đang gây ra nhiều bất an cho xã hội, đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho rằng loại hình này đã tạo việc làm, thu nhập cho người lao động và đáp ứng được nhu cầu lớn của xã hội. Đại diện bộ giao này cũng cho biết là quyết định 24/2016 của Bộ Giao thông Vận tải về kế hoạch thí điểm triển khai ứng dụng khoa công nghệ, hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng, thực chất là thí điểm hợp đồng điện tử thay cho hợp đồng giấy. Việc triển khai thí điểm này đã giúp cho các đối tác thuận tiện hơn, không cần gặp nhau để ký hợp đồng, giảm chi phí cho xã hội và nâng cao năng suất lao động. Theo bộ, loại hình Uber Grab đi vào hoạt động được người dân đón nhận tích cực. Nguyên nhân là do thái độ phục vụ thân thiện, giá cả minh bạch, chất lượng xe tốt. Đối với chức năng quản lý nhà nước, đại diện Bộ Giao thông Vận tải khẳng định xe hợp đồng hiện đã được quy định trong Luật Giao thông Đường bộ. Cụ thể là phải có giấy phép kinh doanh vận tải, phù hiệu, thiết bị giám sát hành trình. Tuy nhiên, về giá thì taxi truyền thống có gắn đồng hồ, nhưng mà xe hợp đồng điện tử có thỏa thuận từ trước, nên việc áp dụng đồng hồ tính tiền với xe hợp đồng là không cần thiết. Bên cạnh đó, việc xử phạt các xe vi phạm quy định được thông qua thiết bị giám sát hành trình. Như vậy là cơ quan quản lý nhà nước cũng đã quản lý về mọi mặt đối với loại hình xe như thế này. Về quản lý số lượng xe, đại diện bộ này cho rằng, theo Điều 6 Luật Giao thông Đường bộ, thì Ủy ban Nhân dân các tỉnh phải quy hoạch phương tiện vận tải trên địa bàn địa phương mình phù hợp cho thực tiễn. Như vậy là địa phương phải xem xét số lượng xe phù hợp với khả năng kết cấu hạ tầng và nhu cầu từ phía người dân. Trong câu chuyện buổi sáng, bàn về việc lựa chọn và xác định các giá trị văn hóa đặc trưng của dân tộc Dao để bảo tồn và phát huy cho phù hợp với bối cảnh hội nhập. Ứng dụng hẹn hò cơ chân cái ở Indonesia cơ cho phép đàn ông có vợ lén phén ở bên ngoài. Một nhóm nhà khoa học Đức đang nghiên cứu và trồng thử nghiệm hơn 90 loài cỏ dại để khai thác kim loại hiếm một cách bền vững. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì tại Tuyên Quang, không khí của lễ hội vẫn đang diễn ra nhộn nhịp trên nhiều con phố. Như là quý vị đã biết thì Tuyên Quang vừa qua đã tổ chức rất nhiều sự kiện văn hóa đặc sắc. Và đây chính là những hoạt động thường niên của địa phương này mỗi dịp lễ Trung Thu. Tổng kết lại các hoạt động này có thể thấy hai trọng điểm được Tuyên Quang hướng tới. Một là lễ hội Trung Thu với sự hội tụ của hàng chục mô hình đèn lồng khổng lồ. Và hai, đó chính là nét văn hóa đặc sắc của người Dao đã được tái hiện một cách đặc sắc. Giữa cuộc sống hiện đại khi mà nhiều loại hình văn hóa độc đáo trên thế giới du nhập vào thì chuyện giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc luôn được nhắc đến như một vấn đề cấp bách của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc. Tại Tuyên Quang trong mùa lễ hội này thì đó chính là câu chuyện về văn hóa, di sản của đồng bào dân tộc Dao. Bằng như quý vị và chúng ta cũng đã biết rằng là đất nước ta thì có 54 dân tộc anh em. Mỗi một dân tộc lại có một nét văn hóa độc đáo riêng. Dân tộc Dao thì đứng thứ 9 trong bảng xếp hạng của các dân tộc có dân số đông trên toàn quốc. Chính vì vậy mà việc gìn giữ văn hóa dân tộc có một ý nghĩa vô cùng quan trọng, góp phần tạo nên bức tranh bản sắc văn hóa của đất nước. Những điều này đã được nhấn mạnh qua rất nhiều những hoạt động đầy ý nghĩa diễn ra tại Tuyên Quang trong Ngày hội Văn hóa Dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất. Chưa bao giờ trên quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang lại rực rỡ sắc màu và rộn ràng những thanh âm vui tươi đến vậy. Trong chương trình Ngày hội Văn hóa Dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên 2017,
công chúng đã được thưởng thức những lễ hội văn hóa đặc sắc trong đời sống tinh thần của dân tộc Dao, như trích đoạn lễ cấp sắc dân tộc Dao là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, lễ đón dâu của các nhóm Dao Quần Chẹt, Dao Thanh Y, Dao Đỏ, trình diễn trang phục của một số nhóm người Dao. Điều đặc biệt là tất cả những nét đặc sắc hấp dẫn đó đều do chính đồng bào Dao biểu diễn. Trang phục người Dao là áo nhộm chàm, áo chàm. Vâng, nhưng mà trang phục bằng nhất đêm là trang phục đàn bà là bằng tiền bạc, coi như là bằng bạc. Đấy, rất nhiều. Nam thì cũng có một đoàn 6 người đi thi trang phục ở đây. Ví dụ là cấp sắc này, lại phụ nữ chúng tôi chỉ được 20 người đứng tham dự ở đây. Tôi rất là vinh dự. Biểu diễn đây là cũng do là toàn nước là người ta hoạt động thì là dân tộc chúng tôi là rất cảm thấy là vinh dự được ra đến đây diễn cùng tất cả các bốn biển, bốn phương phía Bắc. Theo thống kê của Cục Tổng điều tra dân số năm 2009, cả nước có 751.000 người Dao, chia thành nhiều nhánh khác nhau, trong đó tập trung đông ở Tuyên Quang và Hà Giang. Trong quá trình lao động sản xuất, đồng bào dân tộc Dao đã sáng tạo ra những giá trị văn hóa vật chất và tinh thần mang đậm sắc thái riêng của mình. Những hoạt động trình diễn như thế này đã khơi gợi niềm tự hào về văn hóa dân tộc mình của những người Dao hôm nay. Điều đó vô cùng quan trọng khi họ đang là những chủ thể lưu giữ văn hóa. Thứ nhất là học hỏi, thứ hai nữa là tôi mong rằng như thế là sau này chúng tôi như thế là sẽ càng ngày càng phát triển nhiều hơn để chúng tôi là nói dạy bảo con cháu sau này học tập và nơi theo coi như thế là duy trì bản sắc dân tộc cho nó mai kia cho nó tốt đẹp hơn. Phô trương được những cái dân tộc Dao của chúng tôi là về cái thứ nhất bản sắc, một khoe được những cái bộ quần áo của người dân tộc Dao mà đã nhiều năm nay và một số có những người biết có những người không biết, và giữ gìn được cái bản sắc về cái dân tộc chúng tôi. Cái thứ nhất là về cấp sắc, hiện nay tình hình là về cái cấp sắc là nó bị mai một đi, về các cháu còn ít tuổi là không biết được, nên bây giờ được cái chương trình này thì để chúng tôi khơi dậy lại để cho các cháu tưởng nhớ lại được cái về cái cấp sắc. Dân tộc Dao có một nền văn hóa rất phong phú và đậm đà bản sắc, thể hiện qua nhiều phong tục, nhiều điệu múa đẹp, nhiều bài hát hay. Nhưng cũng giống các dân tộc thiểu số khác, chủ yếu tồn tại dưới dạng truyền khẩu, vốn ngày nay cũng bị mai một, thất truyền với những lý do khách quan cũng như chủ quan. Một cuộc hội thảo với sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học cũng như nghệ nhân người Dao đã được tổ chức ngay trong những ngày lễ hội Thành Tuyên. Tại đây, chính những người trong cuộc cũng đã được lên tiếng về thực trạng mất dần bản sắc văn hóa dân tộc mình. Trong thời kỳ hội nhập thì việc các thế hệ trẻ không còn mặn mà lắm đối với cái phong tục tập quán cũng như là tín ngưỡng của người Dao. Thì tôi rất là lo, bởi vì là các cháu hiện nay là đi học và có hội nhập kinh tế thị trường, do đó là cũng có nhiều cháu là các cháu trẻ bây giờ là người ta đi học, người ta cũng không còn có điều kiện để học, và có người khi cả tiếng nói không biết và trang phục cũng không mặn mà nữa. Trong suốt những năm mà trước đổi mới, chúng ta nhìn nhận về tôn giáo ngưỡng người Dao không đúng, cho nên có những cái cực đoan. Ví dụ như chúng ta cấm các cái nghi lễ cấp sắc, chúng ta cấm không cho học chữ nôm Dao. Tôi đi nhiều vùng người ta phải cất kỹ sách cổ người Dao đi, không có rồi là bị quy là mê tín dị đoan. Cũng theo tiến sĩ Trần Hữu Sơn, những thực trạng đó đã tồn tại âm ỉ và lan rộng trong cộng đồng người Dao nhiều năm qua. Dù hiện nay không ít các nhà khoa học, văn hóa, nghiên cứu về người Dao, song vẫn không tránh khỏi những sai lầm trong cách hiểu về văn hóa dân tộc này. Nhận thức sai lầm dễ dẫn đến cách bảo tồn, phát triển văn hóa sai lệch. Thường ai cũng nghiên cứu nhiều người Dao, nhưng để hiểu cái cốt lõi người Dao thì chắc là ít. Để trong đó hiểu người Dao vì sao mà bảo tồn được tốt, thì có 5 cái yếu tố nó quan trọng. Yếu tố thứ nhất mang tính là định hướng, đấy chính tín ngưỡng tôn giáo người Dao. Tín ngưỡng tôn giáo người Dao là nổi bật nhất. Cái quan trọng thứ hai đấy là nghệ nhân để nuôi dưỡng cái tín ngưỡng đó, nuôi dưỡng các cái giá trị văn hóa người Dao đó. Và vấn đề thứ ba nữa là rất quan trọng, đấy là môi trường để bảo vệ đấy. Môi trường bảo vệ người Dao là có môi trường về học vấn, thì trước hết chúng ta phải xem chữ viết người Dao, chúng ta phải bảo tồn chữ viết người Dao. Nếu không bảo tồn được chữ viết người Dao, không bảo tồn được chữ thì không thể bảo tồn được văn hóa Dao.
Mỗi một dân tộc đều có những nét văn hóa riêng biệt. Song với sự phát triển nhanh chóng của đời sống hiện đại, sự du nhập, giao thoa với nhiều nền văn hóa khác nhau, những gì thuộc về truyền thống, bản địa thường dễ thay đổi, thậm chí đứng trước nguy cơ biến mất. Chính những hoạt động cộng đồng mang tính lan tỏa như Ngày hội Văn hóa Dân tộc Giao toàn quốc đã khiến cho văn hóa, bản sắc được trân trọng và phát triển. Trong phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số thông tin sự kiện dự kiến diễn ra trong hôm nay, mùng 3 tháng 10. Ngày hôm nay, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức công bố chương trình truy xuất nguồn gốc thịt gia cầm tại chợ Bến Thành và Copmark Nhiêu Lộc. Lần này, thành phố yêu cầu các đơn vị phân phối có thông báo tại điểm bán nhằm thông tin về chương trình và bố trí nhân viên hướng dẫn người tiêu dùng việc truy xuất. Theo đó, để biết thông tin nguồn gốc, người tiêu dùng sử dụng điện thoại thông minh có cài phần mềm T-Food quét tem dán trên gói vỉ thịt gà. Ngày hôm nay là ngày cuối phiên chợ Sâm Núi Ngọc Linh diễn ra tại trung tâm huyện Nam Trà My, Quảng Nam, hứa hẹn các đại gia sẽ tiếp tục đổ về hội chợ để mua đúng sâm Ngọc Linh thật. Trước đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã thống nhất cho huyện Nam Trà My tổ chức phiên chợ Sâm Núi Ngọc Linh từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 hàng tháng. Hồ Quang Bửu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nam Trà My cam kết sẽ đảm bảo 100% sâm Ngọc Linh bán tại phiên chợ là sâm thật, ai mua trúng sâm giả tại phiên chợ huyện sẽ chịu trách nhiệm. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng diễn ra sự kiện phố lồng đèn Hội An tại khu vực Hồ Bán Nguyệt, cầu Ánh Sao, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Đêm cuối cùng này sẽ có một chương trình ca nhạc quy tụ nhiều ca sĩ nổi tiếng. Ngay từ ngày đầu, đông đảo bạn trẻ và người dân đã tới đây. Hình ảnh của một phố cổ bình yên, những mái ngói mộc mạc và lồng đèn truyền thống treo khắp nơi được tái hiện một cách chân thực. Khu vực diễn ra trò chơi phá cỗ Trung thu tập trung rất đông các bạn trẻ. Đây là một nét đẹp truyền thống đang ngày trở nên mai một hơn, đặc biệt tại các đô thị lớn như thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung tại Hà Nội. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ có quỹ thời gian 6 ngày để tập luyện và chuẩn bị cho cuộc tiếp đón tuyển Campuchia trong trận tái đấu diễn ra trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào 19 giờ ngày 10 tháng 10. Ở trận lượt đi trên sân National Olympic Phnom Penh, tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số sát nút 2-1. Nếu tiếp tục giành trận 3 điểm trong trận lượt về, đội tuyển Việt Nam sẽ mở rộng cánh cửa tiến vào vòng chung kết Asian Cup 2019. Du khách tới bãi biển Ba Tông trên đảo Phuket của Thái Lan, thời gian gần đây ít nhiều có cảm giác bất an khi có khoảng 90 nhân viên cứu hộ tại bờ biển đã bị sa thải. Mọi việc xuất phát từ việc chính quyền tỉnh Phuket không còn khả năng ký tiếp hợp đồng với công ty cung cấp dịch vụ cứu hộ do đã cạn tiền ngân sách. Werafan là một nhân viên cứu hộ đang làm việc trên bãi biển Ba Tông. Hôm Chủ nhật vừa qua, anh đã cứu được 3 du khách gồm một người nước ngoài và 2 người Thái Lan. Anh cho biết, các nhân viên cứu hộ gần đây cảm thấy bất lực trước các tai nạn đuối nước xảy ra thường xuyên. Là một nhân viên cứu hộ, tôi không ngừng để mắt tới biển. Riêng hôm Chủ nhật, có tới 3 du khách suýt chết đuối. Đa số nhân viên cứu hộ trên bãi biển Ba Tông lúc này không được ký hợp đồng. Họ chủ yếu là tình nguyện viên. Riêng bãi tắm này từng có tới 22 nhân viên cứu hộ và chúng tôi không được trả lương. Sau đó nhiều người chán nản, bỏ việc. Hiện chỉ còn 14 người chúng tôi tình nguyện ở lại. Được biết, mức thù lao của một nhân viên cứu đắm tình nguyện chỉ vào khoảng 10.000 bạt, tương đương với 300 đô la Mỹ. Mức lương đó khiến người đàn ông trụ cột của gia đình 4 miệng ăn này khá chật vật. Khi ngân sách bị cắt, công ty đã cho một loạt nhân viên nghỉ việc, nhưng ai muốn ở lại thì chỉ được nhận mức thù lao khiêm tốn mà thôi. Được biết, công ty dịch vụ cứu hộ Phuket được thành lập từ năm 2010. 7 năm qua, họ đã cứu sống khoảng 1.640 du khách. Tại nước Áo, từ ngày 1 tháng 10, lệnh cấm sử dụng mạng che mặt ở nơi công cộng chính thức có hiệu lực. Lệnh cấm được đưa ra trong bối cảnh Áo đang chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử diễn ra trong tháng này. Lệnh cấm đã gây ra một làn sóng phẫn nộ tại quốc gia này. Theo đó, hàng trăm người đã tụ tập tại trung tâm thủ đô của Áo để phản đối lệnh cấm này. Các nhóm Hồi giáo đã lên án điều luật và nói rằng hiện tại trong nước Áo chỉ có một số ít nhóm phụ nữ mới đeo mạng che kín mặt. Thật không công bằng, lệnh cấm mang tính chất phân biệt chủng tộc. Tôi thấy rằng lệnh cấm đang đi theo một hướng hoàn toàn sai lầm. Tôi cho rằng lệnh cấm này sẽ khiến nhiều phụ nữ không dám đi ra ngoài. Chúng tôi đã sống với tôn giáo của chính mình. Theo luật, người dân khi xuất hiện ở nơi công cộng không được che mặt bằng những vật như khẩu trang, mũ len che mặt, các mặt nạ hội hè
cũng như bộ áo che kín từ đầu xuống chân của phụ nữ Hồi giáo. Người vi phạm sẽ bị phạt tới 150 euro và cảnh sát được quyền dùng vũ lực đối với những người không chịu để lộ mặt. Trước đó vào năm 2011, Pháp và Bỉ cũng từng thông qua lệnh cấm phụ nữ mang mạng che mặt tại các địa điểm công cộng. Tại Indonesia, quốc gia có đông người Hồi giáo nhất trên thế giới, luật pháp quy định chế độ hôn nhân một vợ một chồng. Song nam giới vẫn được phép lấy nhiều vợ trong một số trường hợp nhất định. Sau đó, những người đàn ông đã có gia đình ở nước này hiện có thể dễ dàng tìm hiểu thông tin về những người phụ nữ khác ngoài người vợ của mình, cũng như những kinh nghiệm trong các cuộc hôn nhân đa thê nhờ vào một phần mềm ứng dụng hẹn hò trực tuyến. Song ứng dụng này lại đang gây ra nhiều tranh cãi ở xứ sở vạn đảo. Phần mềm ứng dụng mang tên IO Polygamy cho phép người dùng xem thông tin cá nhân của người khác, kết nối lẫn nhau, từ đó dẫn tới việc tìm hiểu. Đây cũng là nơi để các ông chồng đã có các cuộc hôn nhân đa thê, chia sẻ kinh nghiệm và đưa ra những lời khuyên cho người trẻ. Song các nhà hoạt động vì nữ quyền ở Indonesia cho rằng việc phát triển ứng dụng này là điều đáng thất vọng và gây sốc. Tôi cho rằng ứng dụng này đang khuyến khích xã hội tán thành chế độ đa thê và ép buộc phụ nữ phải chấp nhận điều đó. Mặc dù vấp phải nhiều ý kiến phản đối, nhưng việc phổ biến ứng dụng IO Polygamy hiện vẫn được xem là hợp pháp tại Indonesia. Sau cuộc hôn nhân đầu tiên, mỗi người đàn ông ở Indonesia được phép cưới thêm vợ, trong khi những người vợ đầu được xác nhận là không có khả năng hoàn thành đầy đủ trách nhiệm làm vợ. Các kim loại hiếm thường được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như điện tử hay công nghiệp công nghệ cao. Tuy nhiên, việc khai thác kim loại hiếm thường rất khó khăn và có tác động xấu đến môi trường tự nhiên. Tại Đức, một nhóm nhà khoa học đang nghiên cứu phương pháp mới vừa giúp khai thác kim loại hiếm một cách bền vững, lại vừa thân thiện với môi trường, đó là sử dụng cỏ dại. Nghiên cứu được thực hiện tại Đại học Kỹ thuật Freiburg của Đức. Các nhà khoa học đang trồng thử nghiệm hơn 90 loài cỏ dại trên nhiều mẫu đất khác nhau nhằm đánh giá loại cỏ nào có khả năng hấp thụ tốt nhất những kim loại hiếm tồn tại trong đất. Kim loại hiếm không phải là chất dinh dưỡng giúp cây phát triển, tuy nhiên các loại cỏ lại thường nhầm lẫn rằng đó là chất dinh dưỡng và hấp thụ vào. Các nhà khoa học cắt những loại cây cỏ này đem ủ. Sau các phản ứng hóa học, họ có thể chiết xuất được một lượng đáng kể các kim loại quý hiếm. Chúng tôi đã thu được 2mg á kim jackmani trong 1kg cỏ. Nếu tính luôn các loại kim loại quý hiếm khác, thì chúng tôi thu được 50mg cho mỗi 1kg cỏ. Jackmani là một á kim có màu trắng bạc, được dùng để làm vật liệu bán dẫn quan trọng trong ngành điện tử. Sự phát triển nhanh chóng của ngành năng lượng tái tạo, xe điện hay điện tử tiêu dùng chính là yếu tố khiến nhu cầu tiêu dùng các kim loại quý hiếm như jackmani tăng cao trong thời gian qua. Jackmani cùng nhiều loại kim loại quý hiếm khác có thể tìm thấy trong đất ở nhiều nơi, dù là châu Âu hay châu Phi. Vì vậy, công nghệ chiết xuất từ cỏ sẽ giúp kim loại hiếm trở nên dồi dào hơn. Theo các chuyên gia, khi công nghệ này trở nên phổ biến hơn trên thế giới, thì giá kim loại quý hiếm sẽ giảm, dẫn đến làm hạ đáng kể giá thành các thiết bị điện tử, công nghệ. Điều đó sẽ giúp nhiều người trên thế giới, đặc biệt là người nghèo, được tiếp cận với các thiết bị điện tử hay máy móc một cách dễ dàng hơn. Sauna, tức là sông hơi khô, là từ tiếng Phần Lan được nhiều người biết đến nhất trên thế giới, và đồng thời cũng là tiếng Phần Lan độc nhất có mặt trong từ điển của Oxford. Cùng lúc đó thì tắm hơi là một hoạt động không thể thiếu trong cuộc sống của những người dân ở Bắc Âu. Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở các phòng tắm hơi truyền thống, người dân Phần Lan đang háo hức được xông hơi trong một phòng xông hơi đặc biệt lơ lửng ở độ cao 120 mét giữa trời. Không chỉ được trải nghiệm cảm giác thư thái bằng phương pháp xông hơi truyền thống, những người may mắn còn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp toàn cảnh của thủ đô Helsinki. Đây là một sự kiện do công ty xây dựng SRV của nước này khởi xướng. Chúng tôi đã phát ra 5.000 vé số để bốc thăm. Sau đó, 300 người đã trúng thưởng và phần thưởng của họ là trải nghiệm phòng tắm hơi độc đáo này. Theo đó, 300 người may mắn được lựa chọn sẽ được ngồi trong một phòng xông hơi, sau đó được cần cẩu nâng lên độ cao 120 mét. Tại căn phòng xông hơi đặc biệt này, tôi còn có thể thấy toàn bộ vùng Tallinn của Estonia và nhiều khu vực khác. Sẽ chẳng ở nơi đâu mà bạn được trải nghiệm cảm giác tuyệt vời như thế. 120 mét là độ cao tương ứng với độ cao được đề xuất của một phòng xông hơi trong một tòa chung cư cao tầng mà công ty SRV đang xây dựng. Huyện Gonda nằm cách thủ phủ bang Uttar Pradesh 125 km, từng nổi tiếng là trạm nghỉ chân thanh bình đối với những người đi du lịch tới Nepal hay tới đây viếng thăm các ngôi đền. Tuy nhiên, ngày nay thay vì danh tiếng kể trên thì Gonda lại trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất
trong danh sách những thị trấn bẩn nhất Ấn Độ. Một hình ảnh thường thấy ở Ấn Độ. Đây là Gonda, chính thức là thành phố bẩn nhất quốc gia này sau một khảo sát 400 khu vực thành thị của chính phủ. Đây thực sự là vấn đề nhức nhối của cả nước. Chúng tôi bị liệt vào danh sách thị trấn bẩn nhất, nhưng điều đó chẳng sai đâu. Hãy nhìn xung quanh mà xem. Gonda nhận điểm trừ ở các khía cạnh như hệ thống vệ sinh, xử lý rác thải và cơ sở hạ tầng. Kể từ năm 2014, Thủ tướng Narendra Modi triển khai sứ mệnh làm sạch Ấn Độ ngay sau khi được bầu chọn. Nhưng dường như thông điệp đó chưa tới mảnh đất này. Người dân chôn rác, chôn động vật chết ở đây. Các công nhân đô thị cũng vứt rác ở đây. Sau đó, các loại rác rưởi cùng nhau bốc mùi. Bởi thế chúng tôi phải lấp đất lên để át bớt mùi. Người dân địa phương thì đổ lỗi cho nạn tham nhũng và các tranh chấp chính trị cho việc này. Dù vậy, vẫn tồn tại những ý kiến khác. Tôi có cảm giác thị trấn mang thương hiệu thành phố bẩn nhất là do thiếu sự phối hợp và trao đổi thông tin giữa các nhóm được cử về đây với các quan chức địa phương. Tới nay, lỗi thuộc về ai vẫn chưa xác định được. Tuy nhiên, ở Gonda bắt đầu xuất hiện các ca dịch tả liên quan tới các hệ thống vệ sinh. Hãng mỹ phẩm hàng đầu của Pháp, Laurent, mới đây đã biến đại lộ Champs-Élysées thành một sàn catwalk trong không khí sôi động. Sự kiện nhằm tiếp tục đưa hình ảnh của hãng mỹ phẩm này đến với công chúng trong và ngoài nước. Sự kiện có sự góp mặt của các ngôi sao điện ảnh nổi tiếng như Jane Fonda và Helen Mirren với trang phục ấn tượng và cách trang điểm độc đáo. Nhiều hãng thời trang nổi tiếng cũng đã cung cấp những bộ trang phục cho chương trình này. Sự kiện đã thu hút đông đảo khách du lịch trong nước và trên thế giới tham gia. Ban tổ chức sự kiện còn cho biết ngoài mục đích quảng bá thương hiệu Laurent, số tiền thu được còn dùng cho mục đích để từ thiện. Cơ quan không gian châu Âu ESA tin tưởng rằng hơn 100 người có thể sống định cư trên một ngôi làng đặt trên mặt trăng vào năm 2040. Theo đó, cơ quan này đã xây dựng một dự án mang tên Ngôi làng mặt trăng và mô tả cuộc sống của con người tại đây. Bernard Fogging, đại sứ dự án Ngôi làng mặt trăng do cơ quan không gian châu Âu khởi xướng, đã có buổi trình bày tại Hội nghị khoa học hành tinh châu Âu năm 2017 ở Riga, Latvia. Ông đã phác thảo những cảnh tượng đầu tiên về đời sống cộng đồng trên bề mặt vệ tinh. Và đây không phải là hình ảnh về các phòng thí nghiệm có tường vôi toát trắng hay những máy móc vô hồn. Cuộc sống xây dựng mặt trăng sẽ được đặt nền móng bởi 6 đến 10 phi hành gia tiên phong và con số này có thể tăng thêm. Nếu phải mở rộng cuộc sống bên ngoài trái đất thì mặt trăng chính là một nơi lý tưởng nhất. Chúng tôi đang tiếp tục nghiên cứu để cuộc sống trên mặt trăng sẽ trở thành sự thật nhanh nhất. Theo các chuyên gia, con người không chỉ sống trong các căn nhà in 3D trên mặt trăng, chúng ta có thể dùng băng tan, làm nguồn nước và trồng trọt ngay trên lớp đất của vệ tinh trái đất. Nếu đủ điều kiện, con người thậm chí có thể sinh đẻ và duy trì nòi giống ngay trên mặt trăng trong tương lai. Các chuyên gia tin rằng, để kế hoạch thêm phần chắc chắn, các cơ quan như Cơ quan Hàng không châu Âu, NASA sẽ cần liên minh, hợp tác với công ty tư nhân như SpaceX hay Blue Origin. Thưa quý vị, những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Cuộc sống 24 giờ ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.